Điện Biên phá chuyên án ma túy khủng thu gần 100 bánh heroin. Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị chức năng vừa phá thành công chuyên án 121V, bắt hai đối tượng, thu giữ 98 bánh heroin. Ngày 13 tháng 8, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, tại bản Nậm Khăn, xã Nậm Khăn, huyện biên giới Nậm Ồ, tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án 121V, thu giữ 98 bánh heroin, khối lượng 34,3 kg, một xe ô tô bán tải, hai xe máy, hai điện thoại di động cùng một số tài liên quan. Hai đối tượng bị bắt là Vàng A Súa, sinh năm 1988, ở xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, Sùng A Hòa, sinh năm 1988, ở xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Trà. Cả hai đối tượng này bị bắt về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với tiền công 300 triệu đồng. Khi đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.